Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn ha. Lại là mình đây, là Lý đây ha. Ok, cho những bạn nào chưa biết mình đó, thì mình là admin của cộng đồng ở phía Việt Nam ha. Một phút xin quảng cáo nha. Đó, bạn nào chưa biết đó, thì có thể vào kênh YouTube và gõ là cộng đồng Affiliate Việt Nam ha. Đó, thì trên đây có tất cả các video của mình là admin Lý ha, là chuyên phụ trách về SEO, và có nhiều video khác của các admin khác như là admin Nam, admin Lê Việt Nam á, và là admin Vương Chí Hùng ha. Đó, thì các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông ha. Đó, để có thể theo dõi được những cái video mới nhất của mình. Thì ở cái lần quay video trước á, thì mình có nói là mình bị nhiệt miệng á, thì cho tới thời điểm hiện tại nó cũng chưa hết luôn ha. Thì các bạn chịu khó nghe xíu nha, đừng có nhìn khẩu hình miệng của mình mà đánh giá gì hết ha, do mình đang bị nhiệt miệng ha, nó chưa hết và nó còn nặng hơn. Không biết là các bạn có mẹo nào mà chị giúp mình không, chứ mấy ngày nay mình không ăn uống nổi với nó luôn đó ha. Ok, nói vui vậy thôi, thì bây giờ mình sẽ vào tiếp cái phần SEO update ha. Như ở phần trước á, ở phần 1 á, mình đang dừng ở cái công cụ, ở những cái chỉ số và những thuật ngữ và những cái gọi là những cái mindset á, những cái tư duy tốt nhất để mà hiểu rõ, hiểu đúng về SEO update ha. Thì ok, hôm nay mình sẽ đi tiếp phần 2. Mình sẽ đi tiếp về cái phần các tool mà các bạn cần chuẩn bị khi mà làm SEO update nha. Ha, đầu tiên ha, cái tool mà hiện tại là mình rất là tâm đắc ha, và mình nghĩ là nhiều anh em cũng sử dụng, đó là Ahrefs ha. Ahrefs đây đó, thì các bạn đăng nhập vào đây ha. Do cái máy này của mình nó không có cái tài khoản Ahrefs, thì mình cũng hơi khó để demo cho các bạn. Các bạn chịu khó đăng nhập vào đây ha, và các bạn có thể mua những cái gói của thằng Ahrefs này, thì nó khá là, chung quy là nó khá là đắt nha, khoảng tầm hơn 3,5 triệu tới 4 triệu một tháng. Thì cái thằng Ahrefs này ở Việt Nam mình có mua chung nha các bạn. Thì bạn nào cứ comment bên dưới đi, mình sẽ gửi cái link mua chung ha. Ha, comment vào group nha, chứ comment trên Facebook nhiều khi là mình cũng, comment trên YouTube nhiều khi mình cũng không check hết kịp nha. Đó, mình sẽ gửi cho bạn cái link mua chung, thì không có ăn tiền ở phía gì đâu các bạn. Mua chung thì các bạn tốn khoảng tầm 200.000 một tháng thôi ha, để sử dụng thằng này ha. Mình đánh giá luôn thằng này á, là một trong những cái công cụ mà gọi là toàn diện nhất nha, toàn diện nhất về SEO ha. Ok, đợi mình xíu ha, đợi mình xíu, mình sẽ vào, mình đăng nhập, mình lấy tài khoản đăng nhập nha. Các bạn chịu khó đợi xíu, mình sẽ quay lại ngay. Rồi, ok ha, đây là cái giao diện khi mà mình vào cái phần mua chung nè. Đó, thì các bạn nè có thể thấy ha, Ahrefs, mình sẽ bấm vào đây nè, mình sẽ cho các bạn coi cái giao diện của nó ha. Thì giá của thanh niên này bán hiện tại khoảng 200 hay 300 một tháng nữa, mình cũng không nhớ nữa. Thì đây có luôn là Ahrefs nè, Majestic nè, kỹ thuật ONPAGE ha, những cái thứ linh tinh lata khác, có cả SEMrush nữa, mình như SEMrush xài hết được rồi ha. Đó, thì đây cái giao diện của nó ha. Thì ứng dụng của nó trong cái khâu backlink là như thế nào? Thằng này á, nó có thể check được website của bạn hiện tại đang có bao nhiêu backlink, với anchor tag như thế nào, do follow hay no follow, hay là chỏ từ đâu về đâu ha, và chỏ trong chỗ nào luôn. Đó, nó tìm rõ tới mức vậy luôn ha. Mình sẽ demo ha. Mình sẽ lấy một website nào đó đi, ví dụ như cái web tào lao của mình đi ha. Sẽ lấy cái web này đi. Đó, mình cho nó vào đây soi. Cái web tào lao này của mình thì mình sẽ lấy demo cho các bạn ha. Còn những cái web chính thì mình không thể bắt, xin lỗi nha. nó bị lý mệt rồi. Rồi, thằng này nó đang update thì phải. Các bạn đợi xíu ha. Do vì lý do là mình dùng chung á, nên có thể là lúc này lúc khác ha, thì chịu khó đi các bạn, tại vì giá nó rẻ hơn gấp khoảng 10 lần mà so với cái số tiền mà các bạn bỏ ra để mua cái bản chính thức ha, từ nhà cung cấp. đây ha. Đó, dành cho các bạn nào chưa biết xài Ahrefs ha, thì mình nói sơ xíu. Đây là cái title của cái site trang chủ của mình. Đó, đây là cái domain, đây là cái URL ở cái video trước mình có nhắc nè, và 25 ha. DA cũng có nhắc ở video trước luôn, và 4.8 có vẻ hơi thấp mà nó không quan trọng đâu các bạn. Cái này không quan trọng đâu, cho dù cái này các bạn không mà các bạn vẫn lên top bình thường, không có ảnh hưởng gì hết ha. Đây là chỉ số, hai chỉ số UA và DA này để xem cho vui, hoặc là tùy những bạn nào khác thôi, chứ mình thấy thì nó cũng không quá nhiều ảnh hưởng ha. Đây là backlink, thì website của mình hiện tại đang có khoảng 200 backlink ha, và 200 backlink này được trở về từ khoảng 54 domain khác nhau. Đó, thì web của mình được khoảng 559 organic keyword hàng tháng. Organic keyword tức là có khoảng 559 keyword trong top 100 của Google, và mình nhận được khoảng 1.700 traffic một tháng ha. Thì có thể đối nhiều bạn con số này nó là bình thường thôi, nhưng mà cái web này thì mình SEO chữa và chuyển đổi ha. Một ngày mình có khoảng 7 tới 10 cuộc gọi đó. Và các bạn biết mà, mảng này mình sai này, nếu mà các bạn chịu khó soi á, mình chỉ có khoảng 7 tới 8 bài viết thôi ha, bài nào thì lên top hết bài đó. Đó thì cái cách SEO con này thì mình sẽ không bật mí ở đây ha, sẽ có dịp nào đó mình sẽ bật mí cho các bạn. Rồi thì các bạn bấm vào đây nè, quay lại câu chuyện chính nè. Các bạn bấm vào đây, các bạn có thể mensor, các bạn có thể kiểm soát được ha cái lượng backlink trở về website của mình. Đó thì đây nè, đang trở lên đây, các bạn bấm vào đây nè, các bạn coi nè, đó trở từ đâu, lên test như thế nào, Duno ra sao luôn ha. Tí mình sẽ cho các bạn mình sẽ cho các bạn coi Duno follow rồi nó tính như sao nè. Đây nè, đây nè, Duno follow thì nó sẽ để Duno follow nha các bạn. Đó không, thì các bạn tạm thời cái công cụ này nha, nó không chính xác tuyệt đối 100%, nó chính xác khoảng 30% thôi ha. Tức là ở đây nó báo khoảng 54 rep thì các bạn phải nhân lên khoảng 3 tới 4 lần là khoảng 200 rep ha. Thực sự website này của mình khoảng 200 rep nha. Đó, các bạn vô đây là các bạn bấm vào cái nút DA này, rồi các bạn lọc theo DA từ cao tới thấp ha. Đây có những cái chỉ số liên quan nè, ví dụ như cái domain ở 30 này nè. Đó, domain này có 138.000 gần 140.000 domain khác trở về domain này. Đó ha, và cái domain này có organic traffic hàng tháng là 123.000 luôn ha. Chỉ số cao nè, DA cao nè, referring domain cũng nhiều nè, organic traffic hàng tháng cũng nhiều, tại sao mình không lấy link. Đó thì các bạn bấm vào đây nè, đó các bạn có thể thấy nè, đó link nó trở về website của mình. Thấy không? Đó thì công dụng thứ nhất của thằng này là để kiểm soát được cái lượng link ha, nhưng mà nó chỉ là cái thứ yếu thôi. Cái thứ chính nhất luôn á là các bạn đi spy link của đối thủ nha. Các bạn làm trong lĩnh vực nào thì các bạn quăng thằng 10 thằng top 10 vô, từng thằng vô, các bạn vào phần referring domain nè. Đó các bạn coi, các bạn bấm vào đây, đó thì thấy được luôn là cái URL nó đặt link như thế nào. Các bạn lên các bạn coi thử nó đặt link như thế nào, URL nó là sao, thì các bạn vô các bạn đặt link làm y chang như vậy luôn cho mình. Đó thì như vậy là các bạn có phải có được khoảng hơn từ 30% lượng link của đối thủ chưa. Đó, chưa làm gì hết rồi các bạn đã có 30% lượng link của đối thủ rồi. Đó, rồi cái công việc tiếp theo thì các bạn phải đăng ký y chang nó thôi. Thì các bạn muốn hơn đối thủ thì trước hết các bạn phải bằng đối thủ đã ha. Thì cách đăng ký link thì mình chắc là mình không thể chỉ được luôn, tại vì nó đơn giản mà, các bạn sign up. Đó, các bạn vào các bạn đặt link thôi, y chang các bạn đăng ký một cái diễn đàn hay một cái web gì đó, hay là đăng ký Facebook thôi. Các bạn không biết cái này nữa thôi, mình cũng không biết nói sao luôn ha. Thì các bạn tốt nhất là khỏi làm SEO luôn. Đó, thì chịu khó kéo xuống nè, các bạn đi spy link của đối thủ. Đó, spy càng nhiều link của đối thủ thì các bạn càng có được cái một cái gọi là data riêng của mình ha. Tại vì cái link này á ai cũng đặt được, thì mình càng có nhiều data link và mình càng spy nhiều. Đó, mình càng có nhiều data link chất lượng á, thì càng tốt ha. Nó sẽ giúp cho mình về lâu về dài luôn, tại vì tuy là free nhưng mà các bạn coi này, chỉ số nó rất là cao ha. Toàn chỉ số trên, đa phần chỉ số này là trên 50 hết. Vẹt tẹt dưới này chắc mình bị bắn link nữa, mình cũng không quan tâm nữa, mình chấp cho bắn mà. Mà cái này chắc không phải bắn link đâu, ông nội nào get link tàu vào á, chứ không bắn link mà bắn như vậy thì không ăn thua. Nếu mà bắn link phải bắn hàng triệu, tính bằng chục triệu link thì mới có ảnh hưởng ha. Đó, DA rất là cao nè. Đó, thì thằng này nhắc lại nha, các bạn dùng để spy link đối thủ ha. Chi tiết thế nào mình có demo rồi đó, các bạn bấm đây nè, đó, bấm vô đây đó, thì các bạn thấy mình đặt nhà các bạn vô, các bạn làm cái trang vậy thôi, đâu có vấn đề gì đâu ha, dễ mà đúng không? Thì các bạn đã SPY được khoảng 30% lượng win của đối thủ rồi, các bạn làm 10 thằng tương tự như vậy là các bạn có phải có 30% của 10 là bao nhiêu đó, các bạn có phải có 300% win của đối thủ chưa? Đơn giản như vậy thôi là các bạn đã có một cái bộ win mà các bạn đi chắc cũng không hết luôn á ha. Còn tất nhiên nó sẽ có hạn chế là các bạn không thể check ra được một số link quan trọng, và những cái link này đối thủ nó ẩn thì cái này không check ra được, cái này nó quá nâng cao rồi ha. Mình trong cái thời lượng video này mình cũng không chia sẻ về cái này được, các bạn chỉ cần làm căn bản như vậy thôi, các bạn cũng đã đủ có thể bằng được đối thủ rồi nha. Đó, đó đầu tiên ha, đầu tiên là về Ahrefs đó. Trong thằng Ahrefs này còn ti tỷ thứ cực kỳ hay ho, mà nếu mà thật sự nha, các bạn muốn mình làm video nói về thằng Ahrefs này á, thì ok các bạn cứ comment bên dưới này, nếu mà đủ khoảng tầm 30 bạn comment quan tâm muốn mình làm video nói rõ về Ahrefs ha, thì mình sẽ làm video. Mình nói thẳng luôn nha, thằng này nó là cực kỳ toàn diện nha, các bạn có thể nghiên cứu từ khóa dựa trên thằng này nè, audit site được luôn đó, các bạn tìm thêm content, các bạn làm gần như mọi thứ công việc của một người SEO trên thằng này được luôn nha. Thằng này rất là hay ho, nó có nhiều tuyệt chiêu hay ẩn sâu vô lắm ha, thì mình không thể chia sẻ hết ở trên video này được đó, các bạn chịu khó coi những video sau, hoặc là các bạn có thể comment ở dưới cho mình biết, thì ok mình sẽ làm, không thì thôi đó, tùy các bạn ha. Ha, đầu tiên là Ahrefs, cái thứ hai là Majestic có đây luôn, không biết còn sẽ được hay không, lâu lắm rồi mình cũng không vào này ha. Thằng Majestic này là cái thằng như hồi nãy mình có nói đó, nó có cái chỉ số TF và DF đó, biết các bạn có nhớ không, ở video trước ha, bạn nào chưa biết thì vào đó coi, web của mình https rồi đó, thì các bạn check thằng này, các bạn chú ý nha, http hay https nha, thằng này nó không có như thằng Ahrefs đâu. Ahrefs thì nó có những cái định dạng cho các bạn mặc định chọn ha, http và https, còn thằng này thì không, nó cũng có nhưng mà nó chọn cái này rất là khó cho người dùng ha. Đó thì các bạn có thể coi nè, mình sẽ chọn root domain ha, tức là soi cái domain của mình thôi đó, thì các bạn thấy rõ ràng công cụ này mà nó cũng đâu chính xác đâu, nó báo web của mình mà có link có độ liên quan chỉ có 2 thôi, 2/thang điểm 100 thôi, nó liên quan tới lại khoa học và vật lý, mà web của mình nói về cái lĩnh vực này mà không, nó đâu có ăn thua gì đâu đó. Citation flow, cái chỉ số này là chỉ số trích dẫn ha, cái này là các bạn hiểu đơn giản nè, cái này là độ phủ nha, CF đó, từ trước mình có TF và CF đó. CF là cái độ phủ của bạn trên môi trường internet, và TF là cái độ liên quan, cái điểm chất lượng của cái link, cái điểm chất lượng của cái link đó về chủ đề nào đó, thì ở đây mình chỉ nhận được 2 điểm chất lượng trong tổng số 100 thôi đó, nhưng mà web của mình phủ tới 19 lần, 19 đây không phải 19 URL nha, cái này nó theo thang điểm của nó thôi, mình cũng không biết nó lấy cái gì nó đo mà ra 19 ha. Thì các bạn kéo xuống đây là các bạn có thể thấy được cái answer tag của mình và cái nơi mình đặt link luôn đó. Thì thật sự nha, thằng này á, nếu mà các bạn dùng á thì các bạn dùng để check VPN nó hợp lý hơn. VPN là gì thì nó sơ chém gió xíu, VPN đó là hệ thống lock network, đây là cái link mạnh nhất ha, có thể đánh giá link mạnh nhất để ranking, thì mình sẽ nói, có dịp mình sẽ nói sau, nếu mà tại vì các bạn hiểu không, VPN nó phải tách ra một cái, nếu mà trong SEO á, ONPAGE OFPAGE thì VPN nó tách hẳn ra luôn, làm một module ok luôn á, nó tách hẳn ra một cái module luôn á, chứ không phải chỉ là về ONPAGE OFPAGE đâu, VPN nó tách ra được một phần luôn ha, VPN một cái nghệ thuật luôn á các bạn đó. Thì thằng này các bạn check thì nó cũng tương đối thôi, tuy nhiên thằng này sử dụng bộ sụp, không phải bộ sụp mà cái ý tưởng phát triển của nó chung với thằng Ahrefs đó. Thì theo mình đánh giá thằng này nó đo rep domain không chính xác lắm, nhưng mà nó được một cái mà nó đo được cái độ liên quan ha đó. Thì các bạn có thể tùy theo các bạn thôi, các bạn có thể dùng thằng này để check những cái rep mà mình cần đặt link đó, các bạn lựa cái referring domain nào chung lĩnh vực với các bạn ha, để các bạn đặt link luôn, thì các bạn sẽ có độ liên quan tuyệt đối luôn đó, thì nó sẽ tốt cho website các bạn thôi đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ làm cho các bạn hiểu rõ một cái vấn đề này ha, đó là link juice. Link juice thì các bạn gõ lên trên mạng mình có rất là nhiều rồi, thì mình sẽ cố gắng giải thích cho các bạn hiểu thôi. Link juice ở đây không phải là nước ép link đâu nha các bạn, ha, không phải dịch ra tiếng Việt đâu. Link Juice ở đây có nghĩa là mình sẽ nói cho các bạn hiểu ha, để website nó lên top được á, thì nó phải có cái link juice nha, phải có link juice mới lên top được, còn không có link juice là không lên top nổi đâu nha các bạn. Website lên top thì có hai cái chủ yếu, thứ nhất là cái khiên nó chống lại những cái thuật toán ha. Khi các bạn đủ lớn thì các bạn có thể trụ được sau thuật toán, và các bạn có thể trụ được sau những lần bị đối thủ bắn backlink bẩn, hay là những lần bị đối thủ đi đót hay gì đó chẳng hạn. Đó là cái khiên, hay còn là độ trust, độ tin tưởng ha, thì nó sẽ giúp bạn trụ được những cái đó. Nhưng mà độ tin tưởng không thôi á, thì cũng không đủ để giúp các bạn ranking ha. Độ tin tưởng nó chỉ giúp neo website bạn ở một cái vị trí nhất định nào đó thôi. Còn các bạn muốn ranking tốt thì các bạn phải có power, sức mạnh á, hay còn gọi là link juice ha. Đó là lý do tại sao mình nói backlink nó cực kỳ quan trọng nha. Nếu mà xếp giữa backlink và content á, thì mình thiên về backlink hơn ha. Thì link juice là như thế nào? Link juice nói đơn giản thôi, link nào cho do follow thì link đó truyền link juice. Nói như vậy không có nghĩa là no follow không truyền link juice nha. Theo Google công bố này, mình nói riêng, thực ra Google nó cũng không công bố đâu. Cái này một số anh chị làm trong Google á, ông gì cũng tên gì mình quên mất tên, quên tên rồi, ông công bố ha. Link no follow không truyền link juice hay là truyền backrank. Bạn nào chưa biết backrank á thì ha, backrank là cái thuật toán ranking chủ yếu của Google ha. PageRank á, trước 2016 thì Google nó còn, trước 25 26 Google nó còn giữ cái chỉ số này ha. Còn sau này nó ẩn luôn rồi, nhưng mà thực ra Google ranking chủ yếu dựa vào thuật toán backrank ha. Đó, thì backrank mình sẽ nói video sau, lần này mình sẽ nói ở cái link juice thôi. Link juice đơn giản thôi ha. Và các bạn gọi là tập trung lực về một cái link, mà các bạn về một cái page, một cái URL nào đó các bạn cần SEO ha. Đó, gọi đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà đi sâu, đi chi tiết vào thì nó rất là phức tạp, thật sự là phức tạp nha. Cách để tính này nọ thì khỏi luôn, các bạn chỉ cần chọn internal link hoặc là chọn backlink về từ những cái website có do follow ha, về cái site mà bạn cần SEO thì các bạn đã truyền link juice rồi ha. Còn những website no follow không phải không truyền link juice đâu nha các bạn, có truyền nha, mình đính chính là có truyền nha, nhưng tùy website no follow mà truyền hay không truyền ha. Không phải là no follow là không truyền link juice đâu nha các bạn, nó truyền nhưng mà khá là ít, cái đó là kinh nghiệm thực tế của mình nha ha. Còn bạn nào nói no follow không truyền link juice thì thôi, đó là quan điểm của các bạn, nhưng mình đánh giá luôn nha, thằng do follow thì nó truyền cho các bạn, ví dụ như đi, mình ví dụ thôi, nó truyền cho bạn khoảng 3-4 phần trên 10 phần sức mạnh của cái domain đó, mình ví dụ thôi nha ha. Truyền khoảng 3-4 phần link juice của cái domain đó về cho website các bạn, và kèm theo đó là truyền khoảng 1-2 phần backrank, thì thằng no follow nó sẽ truyền cho các bạn khoảng 1-2 phần link juice và khoảng 0,5 phần backrank, ví dụ như vậy đó, cho các bạn dễ hiểu ha. Thằng nào cũng có truyền hết nha, không phải không, đừng có phân biệt do và no ha. Nhưng mà thằng no follow sau này đi sâu về backlink các bạn sẽ hiểu, nó có vai trò cực kỳ quan trọng luôn. Mình cái các bạn luôn, trên thế giới các bạn kiếm nha, các bạn kiếm, nếu mà các bạn nào đi đào link thật sự rồi, link miner, các bạn muốn có một cái data cực khủng thì các bạn đi đào link ở vô số cái nền tảng trên thế giới rồi, thì các bạn sẽ biết một điều là link no follow ít hơn link do follow rất nhiều lần ha. Bạn nào cạo link nhiều đi các bạn sẽ biết điều đó. Các bạn kiếm link no follow cực kỳ khó luôn. Về sau các bạn sẽ thấy là link no follow nó quan trọng lắm. Thứ nhất là nó hiếm, link no follow hiếm hơn link do follow nha, hiếm hơn rất nhiều luôn á, chứ không phải là link do follow thì rất đại trà rồi ha. Sau này thì mình sẽ có một cái video mình nói riêng về link no follow luôn, nó rất là hay nha các bạn. Đó, ok, nói sơ lược về link juice như vậy cho các bạn hiểu ha. Rồi, ok, video thứ hai này sẽ dài hơn video thứ nhất một chút xíu, đó do mình có demo một số cái, thì các bạn có thể thấy là giống như là SEO á, đi vào phần backend nè, đi vào phần off-page nữa thì nó còn khoảng tầm, mình đoán thôi nha, tại vì cũng phải 5-6 video nữa ha. Đó thì các bạn chú ý theo dõi những video tiếp theo để mà không bị mất kiến thức ha. Rồi, ok, các bạn nào thắc mắc thì cứ comment bên dưới ha. Nhớ để lại like và subscribe, hoặc các bạn có thể comment bên dưới video để mình biết mà mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Ok, xin chào, mình là Lý.